Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Đây là video cuối cùng của năm 2023. Và video này thì cũng không review bất cứ một chai nước hoa nào, không gợi ý một cái lít nào để đi ăn chơi Tết cả. Thế nên là các bạn cũng đừng trông chờ gì về lít video nước hoa Tết nhá. Tại vì đối với cá nhân mình thì mình có hai cái thói quen, đó là tổng kết một năm. Và video này thì chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm lại vào năm 2023, cùng nhau dự đoán những cái trend và cái xu hướng phát triển nước hoa năm 2024 như thế nào. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Trước khi vào điểm qua các hạng mục thì mình phải nói một điều rằng mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Không chỉ riêng năm 2023 mà kể cả những người đã theo dõi mình từ những năm 2019 đến tận bây giờ. Mình luôn cảm ơn các bạn, thực sự đấy, rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là với những người mà follow mình rất lâu và đến bây giờ vẫn thường xuyên xem, chia sẻ những cảm nhận ở những cái video bên YouTube. Nói thật luôn là tôi cảm động lắm luôn, vì bây giờ mà để mà tìm một người xem video ở bên YouTube ấy, nó là một cái gì đó khá là khó khăn. Mình cũng như vậy thôi, lâu lắm rồi mình cũng không xem những cái nội dung quá dài mà chỉ chuyển sang là xem những nội dung nhanh ở TikTok hoặc là nghe kiểu podcast ở trên những nền tảng như kiểu Spotify thôi. Còn về những nội dung dài thì gần như là tôi bỏ hẳn. Đấy là, đây là một cái thói quen mà tôi nghĩ rằng là hơi xấu, có lẽ tôi phải chấn chỉnh lại chính bản thân mình. Nhưng mà dù gì chăng nữa thì rất cảm ơn các bạn đã xem video này và những video mà đã ra trong năm 2023. Xin cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào những cái hạng mục đầu tiên. Hỏi thật các bạn nhé, năm 2023 vừa rồi các bạn mua bao nhiêu chai nước hoa, bao nhiêu chai chiết, thử được bao nhiêu vial mùi hương? Nào, thử bây giờ thử nghe video mà quay lại nhìn tủ nước hoa xem là mình đã tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi. Nhiều không? Có ông nào khoảng tầm 50 triệu? Ít hơn? 20? 10? Năm vừa rồi thì mình nhận và mình mua đâu đó khoảng tầm 30 cho đến 35 mùi hương. Các bạn biết rồi, đó là mình được tài trợ, nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn mua thường xuyên những mùi hương mà mình yêu thích và những cái vial để mình thử. Và năm vừa qua thì tôi mua khá nhiều, nhưng mà những cái mùi hương mà tôi yêu thích trong năm vừa rồi thì đó chính là con Musk Deer của Zoologist. Đây, video này thì cứ đứng lên thôi, chúng ta làm với nhau thật là gần gũi. Và con thứ hai đó chính là con Guerlain Forte Nelolia Vetiver. Tôi đang không biết là tôi để nó ở đâu, vì tôi nhớ là tôi cầm con ấy đi thành phố Hồ Chí Minh. À đây, 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 đây là hai mùi hương mà tôi tâm đắc và tôi mua. Và tất nhiên rồi, và Musk Deer thì tôi đã làm video review rồi. Còn đối với Guerlain Forte Nelolia Vetiver thì chắc chắn rằng đến mùa hè tôi sẽ làm review cho các bạn. Đặc biệt là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng có một cái hiệu năng cực tốt, xịt mùa hè nắng nóng cực ok. Với những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, đây là chai nước hoa phải thử trong năm 2024 ở trên kênh Kiên Fagan làm recommend cho các bạn nhé. Đó, năm vừa rồi thì các bạn ưng ý với những mùi hương nào, chia sẻ ở phía dưới nhá. Có ông nào mà kiểu cùng gu với tôi, xem ngồi xem review của tôi mà mua những mùi nào ưng ý thì cứ chia sẻ. Xét về mảng làm nội dung thì YouTube của mình năm vừa qua thì nó phát triển rất là ổn định, vẫn trong cái dự đoán của mình. Tại vì trong năm vừa qua tôi tăng được đâu đó khoảng tầm 10.000 sub. Và theo như kế hoạch tầm nhìn xa kiểu 5-10 năm thì dự là khoảng tầm 6-7 năm nữa thì tôi sẽ đạt được nút bạc. Và mỗi khi mà nghĩ tới lúc bạc ấy, người tôi nó cứ phấn chấn. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ may một bộ vest như thế nào, tôi đi nhuộm tóc ra sao, xong rồi tôi sẽ làm một cái hình để kỷ niệm vào cái giai đoạn đấy. Bên cạnh đó thì tôi có thể thuê một cái resort để tôi ăn mừng một cái nút bạc. Ui, nghe kiểu vinh dự. Nhưng mà đùa thôi các bạn ạ. Thực ra là nếu mà ai xem mình từ lâu và đặc biệt là xem những buổi live của mình thì lâu lắm rồi mình chả quan tâm đến view và đến sub. Nhưng mà có một cái tôi luôn luôn giữ quan điểm rất rõ ràng, đó là nếu như các bạn còn bình luận thì mình sẽ còn trả lời, và nếu như còn người xem thì tôi vẫn sẽ làm. Thế nên là riêng về mảng YouTube này các bạn cứ yên tâm, một tuần mình sẽ cố gắng ít nhất là một
cho đến 2 video. Và cái này thì nó là một cái mình làm vì đam mê của chính bản thân mình, chứ chưa tính đến việc là làm có ai xem hay không. Và đặc biệt là nếu như có người xem thì sẽ càng tốt, nó sẽ càng có động lực nhiều hơn. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm rằng YouTube dù có nhiều nền tảng khác nhau thì mình vẫn sẽ giữ cái lịch cụ thể, đó là thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Còn với những cái video dài thì sẽ là thứ năm hàng tuần. Thế nên là mọi người cứ follow YouTube, cứ bật chuông thông báo, chắc chắn rằng cứ đến giờ 20 giờ vào thứ tư và chủ nhật thì sẽ có video. Hôm nào tôi vui vui thì tôi đăng buổi sáng. Thế là nhớ bật chút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhá. Còn với những bạn mà mới chuyển từ TikTok qua đây để follow mình thì mình cũng rất cảm ơn các bạn, tại vì các bạn đã là một trong những người đúng cái mục đích của mình. Tại vì với mình ấy, thì TikTok nó là một cái nền tảng xây dựng nội dung nhanh, mình cũng không đầu tư quá nhiều ở bên đấy. Tại vì mặc dù là nội dung nhanh thôi nhưng mà mình làm video nó vẫn rất dài, và các bạn đã mất thời gian từ cái TikTok, xong rồi các bạn tìm kênh của mình ở bên kênh YouTube, và các bạn follow, các bạn bình luận, xong rồi các bạn hỏi mình. Thì nói thật là đấy là một cái giai đoạn cực kỳ dài mà tôi đánh giá rất là trân trọng với những người chuyển từ nền tảng TikTok qua bên này để follow. Và với cá nhân mình thì mỗi một cái video YouTube mình làm ấy thì mình rất là tâm huyết, mình chia sẻ mọi cái góc độ. Và mình nghĩ rằng là với những người mà chuyển từ TikTok qua đây thì các bạn cũng là những người cực kỳ có trách nhiệm với đồng tiền các bạn kiếm được. Các bạn muốn có thêm góc nhìn, các bạn muốn có một cái bộ lọc tốt hơn. Vì thế thì các bạn có thể follow kênh YouTube này, các bạn tìm. Còn những nội dung nhanh các bạn vẫn có thể xem bên kia. Còn về cái việc mà các bạn mua hàng ấy thì các bạn mua ở những cái bên mà mình liên kết, thí dụ như kiểu Bờ Lăng, thí dụ như kiểu EAP, đợt tới thì vẫn là Century hợp tác, thì nó là một cái rất tốt đối với mình, tại vì mình được hoa hồng. Còn không thì ở các nền tảng khác nhau, các bạn có thể mua từ web đến TikTok, hoặc là mua một bên khác nào đó cũng được, miễn là nó rẻ. Và coi kênh Kiên Fagan ở các nền tảng là một cái nguồn để các bạn có thêm một cái góc nhìn mới, một cái góc nhìn có thể là khác biệt với những cái nội dung mà các bạn xem được ở trên mạng. Thì tôi vẫn trên cái quan điểm là như vậy. Các bạn ở đâu rẻ là mua, hãy là người lựa chọn thông minh. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào cái năm 2023 vừa qua. Các bạn có thể thấy rằng là ở trên thị trường và những sáng tạo mùi hương được ra mắt nó đều là vanilla, đa phần là như vậy. Có trên 500 sáng tạo mùi hương vanilla được ra mắt, và chúng ta có thể coi 2023 là trend của vanilla. Và với cá nhân mình, vanilla nó có lý do để năm 2023 là trend. Tại vì chúng ta có một năm Covid, sau Covid là năm 2022. Sau đó thì lạm phát, khủng hoảng kinh tế, thu nhập khó khăn hơn. Nên là cái việc mà các bạn có thể blind buy một cái tông mùi bất kỳ nó sẽ khó khăn hơn so với việc là mua một cái nhóm mùi an toàn. Và vanilla luôn là một nhóm mùi an toàn. Và mình dự đoán rằng trong năm 2024 thì chúng ta vẫn sẽ là vai của vanilla thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái tông màu chủ đạo của năm 2024 nó cũng có cái hơi hướng gợi nhớ tới một cái sự mềm mại, một cái sự ngọt ngào và tươi sáng. Nó cũng có một chút liên quan đến vanilla. Nên là mình nghĩ rằng là đầu năm cho đến giữa năm 2024, những sáng tạo mới được ra mắt thì nó vẫn sẽ chỉ là vanilla. Cuối năm thì có thể mình nghĩ là cái vai mùi như kiểu green, xanh, tươi mới hơn để có thể đổi gió. Nhưng mà chắc là cũng khó, không có quá nhiều sáng tạo. Và cái thời điểm này thì ở châu Âu nó cũng đang rất là khó khăn về kinh tế, nên là cái việc mua sắm thì càng ngày càng khó hơn. Vanilla thì thực ra là một trong những nhóm mùi mà người Việt rất yêu thích, nhưng mà để thực tế mà xài được với những sáng tạo của châu Âu, của nước ngoài thì xài được ở khí hậu Việt Nam nó vẫn khá là cần cân nhắc. Và vanilla thì mặc lâu nó rất là chán. Đó, là năm nay thì nó sẽ là một năm, và năm tới nữa sẽ là một năm cực kỳ phù hợp dành cho các bạn mới tìm những tông mùi ngọt. Các bạn có thể thử mò kim đáy bể xem, gọi là đại cát tìm vàng, biết đâu lại có một cái mùi vani hợp với gu của các bạn. Cái này tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những sáng tạo mới trong năm 2024. Nói về các thương hiệu nổi ở Việt Nam thì năm 2023 thì mình đã dự đoán đó là thương hiệu One đến từ Ý, một thương hiệu niche với một cái giá thành khá là dễ chịu, đâu đó khoảng tầm 2 củ khoai.
là các bạn có thể sở hữu được rồi, thiết kế đẹp. Thì năm vừa rồi nó cũng là một cái năm mà khá là thành công của One ở khoảng tầm đâu đó tầm quý tư vào năm 2023. Nhưng mà cũng một phần là do kinh tế nữa nên là nhà đấy nó cũng không được hot. Nhưng mà nếu mà One mà về vào khoảng tầm cách đây 2-3 năm chẳng hạn, cái thời điểm mà cái nguồn tiền nó chưa bị gọi là quá ít ở ngoài thị trường, thì chắc chắn One nó sẽ bùng nổ. Nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là One cũng là một trong những thành công mà tôi dự đoán ở thị trường Việt Nam. Còn đối với năm nay ấy, thì mình nghĩ rằng là đến mùa hè Elganso sẽ là một trong những thương hiệu chắc chắn rằng cập bến này, phổ biến và trải dài ở các sản phẩm dành cho nam và nữ ở thị trường Việt Nam. Chắc chắn luôn, Elganso thì 2-3 năm trước thì cũng đã làm rồi, nhưng mà năm nay thì Elganso theo như tôi biết là có phân phối ở Việt Nam nữa, nên là các bạn sẽ tiếp cận được nó một cách dễ dàng. Và đặc biệt là mùi hương của Elganso nó rất là phù hợp với khí hậu của người Việt, đa phần là nắng nóng. Có một cái là hiệu năng kém thôi, nhưng mà có mấy mùi mà mình mới thử của Elganso thì cũng thấy khá ok. Nên là để một cái thời tiết lạnh nó trôi qua thì tôi sẽ làm lại Elganso với các bạn và giới thiệu với các bạn những mùi hương mới. Nhưng mà các bạn cũng không phải lo về vấn đề là những cái thương hiệu mới về nó bị đu giá đâu. Tại vì nếu như mà làm phân phối chính hãng ở Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ không phải lo về vấn đề rằng là giá ban đầu cao, sau một cái thời gian sóng bão thì nó lại về ổn định, mà nó sẽ ổn định ngay từ ban đầu. Nhưng mà năm nay chắc chắn Elganso sẽ là một trong những nhà hương mà làm chắc trở thành quốc dân ở Việt Nam mất thôi. Đó, giống kiểu Missoni Way, Banana Republic ấy. Đó. Một cái mảng nữa mà có rất nhiều người quan tâm đó chính là nước hoa clone. Đây có lẽ là một trong những cái mảng mà cực kỳ được cái sự quan tâm nhiều đến từ người dùng Việt Nam. Vì nước hoa clone thì thường giá rẻ, làm clone với những cái mùi nổi tiếng ở trên thị trường. Các bạn có thể thấy rằng là thị trường nước hoa clone ở Việt Nam ấy, nó phát triển hơn nước ngoài rất là nhiều. Tôi nhớ rằng cái con Amat Club de Nuit ở Việt Nam nó đã hot khoảng tầm 3-4 năm rồi. Nhưng mà ở trên thế giới thì trong năm 2022 và năm 2023 thì nó mới được phổ biến rộng rãi. Đặc biệt là trong năm 2023 thì cái giải vote những chai nước hoa tốt đến từ Trung Đông ấy, thì con Latafa Khamra được ăn giải. Nhưng mà ở Việt Nam mình con đấy biết từ năm ngoái rồi. Đó. Nên là thị trường Việt Nam riêng mảng clone thì nó đã phát triển cực kỳ mạnh. Và dự rằng là trong năm nay thì Alexandria nó cũng sẽ làm một trong những thương hiệu độc chiếm thị trường. Và cái này nó sẽ là một cái cảnh báo, cũng là một cái nguy cơ. Đó chính là nếu như các bạn là một người thường xuyên mua clone, các bạn có xu hướng là mua những chai to này. Cái thứ hai là mua để ủ, tại vì nhiều ông mua hẳn 2-3 chai vì sợ rằng là giá nó tăng hay là sợ rằng là nó ngừng sản xuất, thì các bạn cũng nên cân nhắc. Tại vì với cái xu hướng phát triển nước hoa clone từ thế giới cho đến Việt Nam ấy, thì nó kiểu đang phát triển theo cấp số nhân. Và có thể là năm nay thì chai A nó sẽ hot, nhưng mà đến tháng 5 thì chai B nó có thể làm mùi tốt hơn, hiệu năng còn tuyệt vời hơn chai A. Vì thế nếu mà các bạn mua theo cái xu hướng là mua chai to, hoặc là các bạn mua để tích dần ý, thì mình nghĩ là không hợp lý lắm. Tại vì riêng cái phần về mảng nguyên liệu ấy, họ ở các đơn vị, các tập đoàn cung cấp nguyên liệu ở trên thế giới nó cũng đang có cái xu hướng là chuyển dịch dần về Dubai, Trung Đông, tại vì giá thành nhập nguyên liệu nó càng ngày càng rẻ hơn. Vì thế mình nghĩ rằng là riêng mảng clone ấy, thì các bạn nên trải nghiệm những cái chai nếu như có size nhỏ ở Việt Nam, hoặc là các bạn chỉ cần mua một chai thôi, vì biết đâu sang năm lại ra một cái sáng tạo tốt hơn mà các bạn lại mất tiền đi thử nhá. Đu theo như kiểu iPhone ra mắt 14, 15, 16 những thứ là rất là mệt. Và mình nghĩ rằng là chúng ta nên tỉnh táo ở cái việc là mua nước hoa clone ở trong cái thời điểm này. Đó, chỉ là thế thôi, còn thực ra lợi ích thì chúng ta vẫn được hưởng mà. Tại vì riêng clone thì nhiều nhà làm mùi, đặc biệt là Alexandria làm citrus quá đỉnh luôn. Nên là chúng ta mua đa phần là chúng ta sẽ có những lựa chọn mà vừa với túi tiền mà chất lượng mùi hương thì nó cũng rất là ok so với bản gốc. Và cuối cùng thì đó chính là nước hoa Việt Nam. Đây có lẽ là một trong những cái mà rất là khó. Tại vì thực ra thì tôi cũng đồng hành cùng một thương hiệu Việt, đó là La Posay. Các bạn biết rồi, mình cũng nói và chia sẻ cực kỳ nhiều. Nhưng mà có một cái, đó chính là năm 2023
cũng có nhiều thương hiệu bật lên và có nhiều thương hiệu mới được thành lập. Bật lên thì chúng ta có thể thấy có Mora, chúng ta có thể thấy có La Pouze. Bên cạnh đó thì có cái xu hướng là trải nghiệm nước hoa tự pha. Thì mình cũng nói là trải nghiệm nước hoa tự pha thì cái các bạn nhận được khi bỏ đồng tiền ra nó sẽ là cái trải nghiệm pha nước hoa. Còn cái việc là có nước hoa dùng nó có hợp mùi mình không thì nó hên xui nha. Nhưng mà cuối năm thì các bạn thấy là có một cái thương hiệu nước hoa Việt lấy những sáng tạo Việt, đó là thương hiệu Đa Nam ở Việt Nam, mình cũng chưa được thử, cũng bắt đầu được ra mắt với một cái giá thành cũng khá là cao. Nhưng mà cái mà tôi nhìn ở thị trường Việt ấy, đặc biệt là những thương hiệu Việt ấy, đó chính là cái việc là họ muốn làm sản phẩm để bán ra thị trường. Concept cũng có thể rất hay, nhưng một cái mà họ không làm đó chính là việc giáo dục, educate thị trường. Họ không chia sẻ cũng như là không làm cho người dùng hiểu được rằng là cái sản phẩm của tôi ngoài cái việc là một thương hiệu Việt ra thì chúng ta còn có những cái gì chúng ta cần phải hiểu và biết như thế nào. Đó, có họ chỉ bán ra thị trường thôi, mà tại vì đối với người Việt ấy, chúng ta bị một cái đó chính là xính ngoại. Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là những sản phẩm Việt thì không có cái năng lực, không có cái khả năng làm nước hoa. Bên cạnh đó thì lại còn nhiều sản phẩm bị cao giá. Thế nên là người dùng Việt thì luôn luôn dè chừng với những sản phẩm mang mác Việt Nam. Nên với mình thì mình nghĩ rằng là nếu như các thương hiệu mà có ý định xem được cái này thì cũng mong là mọi người có thể đẩy mạnh cái công tác cộng đồng cũng như là làm giáo dục thị trường nhiều hơn để mọi người có được những cái nhìn nó gọi là như nào là gọi là rõ ràng hơn, hiểu biết hơn về nước hoa, để tránh cái việc là luôn có một cái nhìn khắt khe và đôi khi hạ thấp những thương hiệu Việt đó. Nên là với mình thì có lẽ là mảng nước hoa Việt Nam thì mình cũng sẽ chỉ có góp ý như vậy thôi. Nhưng mà để mà thay đổi được tư duy người dùng thì có lẽ phải tính bằng vài năm, 5 năm, thậm chí là 7 năm, 10 năm. Mặc dù cái miếng bánh này rất là ngon nhưng mà khó, rất khó để định hình được thị trường Việt bằng một sản phẩm Việt. Thì cái này là chia sẻ với những thương hiệu Việt thôi, trên góc nhìn của cá nhân mình là một người làm những nội dung về nước hoa. Và chắc chắn là ra Tết thì mình sẽ có một cái video để làm một cái giveaway để tặng đến các bạn. Thực ra thì tôi định làm cái video này gọi là làm give ấy khoảng tầm trước Tết, nhưng mà nó cũng liên quan đến nhiều đơn vị vận chuyển và nhiều đơn vị tài trợ. Thế nên là tôi lùi hẳn lại sau Tết, coi như là chúng ta sau Tết chúng ta có một cái món quà, một cái giveaway để gửi đến các bạn. Thì cụ thể sẽ là một chai nước hoa full của Diptyque. Đó. Và sẽ là những cái chai nhỏ hoặc là những món quà, những cái cốt giảm giá nhỏ từ các bên mà mình đang hợp tác. Thì cái này cũng sẽ thông báo đến các bạn. Và năm hết Tết đến thì rất mong các bạn luôn luôn giữ được sức khỏe, có được thời gian dành cho gia đình. Đồng tiền thì kiếm cả năm cũng được, nhưng mà quan trọng là thời gian về với gia đình. Và luôn luôn thơm tho, chọn được những mùi hương mới, có một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp được nhiều hạnh phúc, may mắn, thành công hơn trong công việc. Và video này thì xin được chào tạm biệt năm 2023 và năm 2024. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở những video mới, những nội dung mới và những khách mời mới, những khách mời cực kỳ chất lượng mà mình đã hẹn được và chỉ chờ sang qua Tết để có thể triển khai những nội dung ở mảng đó. Và năm 2024 chắc chắn mảng podcast Chuyện Hương sẽ là một mảng mà chúng ta sẽ được gặp gỡ những người có nhiều trải nghiệm, thậm chí rằng có thâm niên làm ở trong nghề. Và sẽ có thêm một cái chuyên mục mới, đó chính là chuyên mục mời những người xem kênh của mình tham gia vào những cái số podcast đó. Hay là chờ xem 2024 chúng ta sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.